Căn nhà 870 triệu đồng với diện tích là 70,8 m2, có mặt ngang là 6 m, có chiều dài là 11,90 m. Nhà gồm có phòng khách, cửa kéo, la phong thạch cao, được lót gạch bông, tường ướp cao 1,8 m, hai phòng ngủ. Phòng ngủ thứ nhất, phòng ngủ thứ hai. Không gian bếp, kệ bếp, lavabo rửa chén, phòng vệ sinh đầy đủ. Giá 870 triệu đồng. Hiện tại là đất trồng cây lâu năm, quy hoạch cây lâu năm, thuộc phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Quý vị có nhu cầu thì hãy liên hệ với chúng tôi ha. Về tiện ích thì cách trung tâm của thành phố Bến Tre khoảng 4 km cách trường chuyên Bến Tre, cách chợ Tú Điền khoảng là 2 km. Nhà mới xây vừa hoàn thiện xong, có điện nước đầy đủ. Quý vị có nhu cầu thì hãy liên hệ với chúng tôi.